Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình xin được dẫn các bạn làm một chiếc mạch loa từ con Jester D718 và con B688 như thế này. Nên linh kiện kèm theo chỉ có một con trợ, một con tụ này thôi. Con biến trợ này khó không được để chúng ta điều chỉnh âm lượng vào đây mà. Đấy. Nhìn siêu đơn giản luôn. Thêm đúng một trợ một con tụ. Thì cái mạch này thì công suất học phí của nó phải gọi là mắc nhiều luôn. Công suất của nó thì mình không xác định rõ bao nhiêu bởi vì nó toàn là công suất học phí thôi. Nếu nói công suất thì nó công suất khá là cao. Mà trong đó thì công suất hao phí còn nhiều hơn công suất ấy, công suất ra loa rồi. Bởi vì nó nóng ra, công suất nó nóng ra cái tấm này quá kinh khủng luôn. Rồi thì bây giờ mình xin hướng dẫn các bạn làm nhé. Thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình cặp chăn Jester D718 và B688 như này nhá. Sau là cái phần để nối với đầu âm thanh vào ấy, là con điện trở một em trở 100k vẫn trong cái mạch công suất kia. Đây con biến trở 100k này và con điện trở 100k có phanh màu là nâu đen đỏ, nâu đen à, nâu đen vàng nhá. Nâu đen vàng. Con tụ này thì mình sử dụng con 100 microfarad 16V. Đấy, các bạn sử dụng tầm con 100mi là được nha. Thì tuy nhiên là các bạn dí con nào vào thì nó vẫn chạy bình thường thôi, nhưng mình khuyên sử dụng 100mi. Tiếp theo thì cái jack tai nghe 3.5 huyền thoại. Đấy. Thì cứ như cũ thôi, lấy một dây đỏ và một dây vàng như thế này. Loa đây thì mình sẽ sử dụng con Bát 10. Khá to, mình toàn dùng cái mạch chế cho con này thôi. Mình chỉ chế cái mạch bình thường nên sử dụng con này được. Thì đối với cái mạch B78 và B688 này, các bạn kéo cái lo to tầm bát 20 vẫn ổn nhá. Đây là cái sơ đồ nguyên lý của nó này. D78 này, cứ chân thứ hai con này nối chân thứ một con này. Đây chân thứ một con này lại nối với chân thứ hai con này. Và đây thì cái chân hai chân ngoài cùng của nó thì nối qua chân điện trở với nhau và ra âm của loa. Thì loa không phân biệt âm dương thì các bạn nối kiểu gì cũng được nhá. Thì nó đấu đúng thì nó mới nhún ra nhún vào đúng được. Sử dụng nguồn tầm 12V. Mình trở 100k này. Đầu cấp âm thanh vào. Đây là tụ 100mi. Đấy, khá đơn giản thôi. Bây giờ thì mình bắt đầu hàn mạch nhé. Cái mạch này khi hoạt động thì nó có nhược điểm khá là nóng luôn. Nên là các bạn bắt buộc phải lắp tản nhiệt cho nó nhé. Nếu không thì có thể nhanh rất nhanh đi tràn luôn. Đây thì tấm tản nhiệt này các bạn dùng chung như mình ấy, thì các bạn phải có một cái tấm cách điện ở đây. Chứ không được vít thẳng hai này các bạn nhé. Thì cái lưng này nó chính cái thông ở chân giữa này. Nếu các bạn nối với nhau thì hai chân giữa nó thông thẳng với nhau rồi. Mạch chúng ta có thể dẫn đến đoạn mạch. Thì nó cái mình cách nhiệt cho chan nhưng mà B mình thì không thấy, mình cho tạm như giấy vào nhá. Anh em không nên cho giấy như mình. Đấy. Tìm không thấy nên thôi cho vội giấy vào. Làm cho nhanh. Cái miếng cách nhiệt của nó thì nó cũng tạo như kiểu là sợi thủy tinh chống cháy á. Đốt nó khó cháy lắm. Nhiệt độ thật cao nó mới cháy được. Rồi. Như này nhá. Chân giữa con D718 này thì nó nối với chân 1 của con B688 nhá. Đấy, con bên trái này con B688 này. Cái chân này con D718 này thì các bạn sẽ nối vào chân giữa con B688. Đấy, mày nối chân giữa của ông thì ông phải nối chân giữa của mày. Cái con điện trở 100k này sẽ nối với hai chân ngoài cùng của nó nhé. Đấy, nó thông luôn. Con này sẽ là cầu bắc giữa hai chân này. Nhìn cái mạch này nối khá là gọn, nó không nhìn nhàng lắm. Tiếp theo thì các bạn sẽ nối dương của tụ hoặc là âm của tụ vào chân thứ nhất của con D718 này. Thì các bạn nối dương hay âm thì nó vẫn chạy được nhé, nhưng mà thì mình hay nối cái đầu dương hơn. Từ cái mạch D882 đến các mạch khác mình toàn nối đầu dương thôi. Nói chung là nối kia nó vẫn chạy bình thường thôi. Chạy à, chạy quan trọng. Đây thì mình chơi đầu dương nhé. Đây, theo sơ đồ thì ở đầu âm và chân D này. Đấy, đầu này thì ra cái jack âm thanh đi vào. Đây, biến trở nó cái nối là cái đầu giữa này là đầu ra của âm thanh. Nó chính vào chân con tụ. Thì các bạn nối từ cái chân này này là đấm thanh đi vào và chân này vào cái chân tụ thì nó vẫn vặn được nhá, nó vẫn hạn dòng được, nhưng mà nó sẽ âm thanh lại không bị mất hẳn nhá. Đấu khẩu này thì âm thanh nó sẽ mất hẳn luôn. Các bạn vặn kiểu này thì nó vẫn còn một chút âm thanh nhỏ. Chân thứ hai của con B688 này nhá. Đây mình sẽ nối một dây này.
nó cũng ra cái dây âm của cái âm thanh đi vào luôn. Đây âm thanh đi vào chính dây màu vàng này, chính là âm. Nói chung cái dây kia chân trên áp rồi. Rồi đây cũng chính là đầu âm luôn nhé. Cái chân mà có cái con điện trở này, cái chân thứ ba của con B688 này thì chính là chân dạ của âm loa nhé. Đấy, mình sẽ nối với âm loa. Còn một cái chân còn lại là cái chân của dương loa, chính là chân của dương nguồn. Thì mình toàn làm cái chân bên phải này, cứ nhìn vào mặt mình, cái bên phải thì nó sẽ là đầu dương, bên trái sẽ là đầu âm. Đấy, mình chẳng ký hiệu gì cả, cứ phải dương trái âm không. Đây, âm loa là đây. Đây âm nguồn ở đây này, dương nguồn ở đây, vậy thôi. Coi như mạch chúng ta đã xong rồi nhá. Bây giờ thì mình sẽ test. Ở đây thì mình sử dụng con nguồn 12V 2A như này. Nhìn to như vậy thôi nhưng trong có một cái mạch 2A nhỏ xíu rồi. Với một cái mạch của sạc điện thoại 5V 1A nữa. Đấy, các bạn thấy tưng bừng không? Thì cái đèn trợ sáng mình nó áp mất ánh sáng của nó chứ cái này nhìn trông cứ đẹp cực luôn. Âm này, cứ các bạn cứ cái đầu của loa này sẽ là nguồn dương 12V 2A nhé. Mạch này 2A là chạy được rồi. Đây nguồn âm sẽ chân còn lại. Rồi cái tiếng to của loa. Thì cái mạch này loa nó ủ khá nhỏ. Chạy vào như nó ủ, có tiếng ủ khá nhỏ luôn. Khi đấu của đài thì các bạn có thể vặn âm lượng đến cái mức không nghe tiếng gì nữa nhé. Đây mình cho tăng lượng lên này. Đấy các bạn để ý thì khi vặn hết mức thì nó có chút rè rè, kiểu không tải được, nên các bạn vặn gần hết mức rồi nhá. Khá to thì cái chất lượng âm thanh của các bạn để ý này, thì chất lượng âm thanh của các mạch từ làm từ D718 này thì nó khá là tốt này. Cái chăn công suất nhìn khá là to nên công suất khá là được. Đây chỉ với cái nguồn 2A của nó đã nóng nóng như này rồi, khá là nóng luôn anh em, không có tản nhiệt chắc chết mất. Bây mình sẽ tắt nguồn đi nhé, mình luôn cực nóng luôn. Vậy các em lưu ý phải cho tản nhiệt vào nhé. Rồi vậy là mình đã hướng dẫn các bạn làm xong chiếc mạch loa từ cặp D718 và B688 như này rồi. Chất lượng âm thanh khá được, công suất cũng khá khủng, mình tải bass 20 cũng được luôn nhá. Nhưng mà nghe con này vẫn to hơn, đã đánh hơn. 30 nghe nó hơi trầm tí. Rồi, chúc các bạn thành công, nếu các bạn thấy video hay và bổ ích thì đừng quên ấn nút like và đăng ký kênh để cho mình và nhận thông báo từ các video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.